chợ Việt Nam nha. Cô cho con bọc giá luôn cô. Cái này trứng gà hả cô? Trứng gà lộn phải không cô? Là trứng gà lộn nhiêu vậy cô? 30 đồng. Còn trứng vịt, trứng vịt. 2 đồng trứng. Dạ. Wow, mãng cầu đẹp quá. Mãng cầu trong đây là nhiêu pound hả cô? Wow, 20 đồng. Giá mãng cầu là 20 đồng. Giá xanh. Cái này là bao ngon luôn phải không? Giống như nó có bị chết không cô? Mới đem mới về, tao mới giao chị. À. 3 đồng phao. Mà không có để tủ lạnh phải không cô? Tại khi để tủ lạnh là con nó chết. Thì giờ thử coi nó còn tươi trong đó. Cái này mà sao để tủ lạnh ăn được? Không bao giờ để tủ lạnh. Tại có lần con mua ở chợ Đông Á, người ta để tủ lạnh cái về nó chết hết trời trơn. Cái này có để tủ lạnh rồi. Để ngoài không, để tủ lạnh. Chắc lấy gì trứng cua, bánh ít, bánh da lợn, bánh bò. Vậy anh có mua gia vị đủ rồi. Nấu sẵn nó bún bột đó. Bánh chả lụa, bánh hỏi. Nem bánh hỏi thì không riêng của chợ Việt Nam mình nha, chợ Việt Nam, chợ Việt Nam, chợ Việt Nam. Hôm nay quay chợ Tàu, chợ Mỹ rồi không nha, bữa nay quay chợ Việt Nam. Này gọi là chợ Bô Sa. Lột vỏ tôm để sẽ làm món chào tôm nha. Đập tôm trước hả? Đập xong rồi bầm bầm xong rồi bỏ vô quết phải không? Đập con tôm ra xong rồi bầm 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 hồi bỏ vô máy quết. Quết chung với thịt phải không? Máy lột tôm, đập tôm, đập bầm tôm. Rồi bây giờ quết đây cái bọc da chả giò này đây nha. Sẽ lấy cái da là da chả giò cắt ra để quấn vô trong cái stream meatball. Quấn stream ball là giò viên xong. Rồi lấy mấy cái da chả giò hồi nãy cắt ra đó. Rồi lột ra sợ sợ đó. Giờ giò viên tròn lại với nhau nè. Thấy như vé đời giò cho tròn tròn lại. Bỏ lên chiên thôi. Phao thịt đây. Nửa thịt, nửa tôm nha. Bỏ ra trái giò vô. Giò. Ừ.
dò được mấy cục rồi, 2, 4, 6, 8 cục. Cái hồi cái xung quanh đó là cái da chả giò cắt ra đó nha, hồi chiên lên cái da chả giò nó giòn lên. Hồi đó mình không biết, mình tưởng đâu là làm bằng mì mì trứng, mà không phải, mà là da chả giò. Đang làm stream meatball nha, stream meatball chiên lên ăn với salad với rau sống. Nó nóng dầu trước nha, đổ dầu vô. Bây giờ là chiên chảo tôm, dầu thật sôi mới bỏ vô. Dầu sôi rồi, stream bỏ vô chiên. Vàng rồi. Sắp chín rồi. Phân nửa là tôm, tôm bự lột vỏ xong cái đập tôm cái bầm xong cái bỏ vô máy quết, với lại thịt xay bỏ vô quết chung lại là nửa này nửa kia, nửa thịt nửa tôm quết. Ra xong cái thịt thật nó thật là dai á, xong rồi nêm nếm đồ xong rồi cái giò viên tròn. Xong cái lấy cái da chả giò đó cắt ra sợ 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 sợ, cái quấn vô cái da chả giò. Nó ra là cái stream pork meatball này nha. Xong cái mình để dài cái cọng ngò rí lên nè, cắt ra nữa nè. Cái nó thịt nó dai nó ngon lắm. Ok, hôm nay là làm công thức làm stream pork meatball nha. Mà cũng ngon y chang như stream 100% vậy đó. Ở đây mình sẽ thử nghiệm ăn cái stream meatball này nha. Nó dai lắm, dai nó ngon lắm, nó giòn rụm hả. Rất là ngon. Rồi, hôm nay là món stream ball nha. Là phần nửa thịt chứ phân nửa tôm. Tôm lột vỏ xong cái đập con tôm xong bầm bầm xong bỏ chung vô quết với thịt. Quết chừng nào mà nó dai xong cái lấy da chả giò cắt ra cái quấn tròn chiên lên. Nó dai dữ lắm, dai nha. Rồi bỏ chút muối, chút tiêu, chút bột chicken powder vô rồi bắt đầu nhồi. Rất là vừa ăn, ăn không với salad vậy nè, không cần chấm gì hết trơn. Rồi hôm nay là món stream ball.
Để bây giờ ăn thử nha. Một cục ăn thử. Rất là dai. Dai dữ lắm, dai. Da chảo giò nhai giòn rụm 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 rụm. Hãy mời cả nhà ăn món stream boy với salad nha. Cảm ơn cả nhà coi video của mình. Please cho cái subscribe, cái like và comment. Thank you. Bye bye. Lộn rau răm, muối ớt, muối tiêu. Nhiều quá, giờ không biết làm gì, giờ nấu chè chuối nha không? Cái này hay là request nấu chè chuối, nấu bán chè nha. Chuối. Ngâm bột bán để bỏ vô chè chuối. Ngâm nước cái bột bán nha. Hồi chừng nào cái chuối nó sôi lên rồi mới bỏ bột bán vô. Bỏ bột bán vô nha. Bán vô, để sôi lên rồi bỏ nước dừa vô. Dừa vô xong bỏ đường vô. Rồi. Nè, một lon coconut này mới đổ vô nha. Mình nãy đổ quên bấm mất tiêu rồi. Lon coconut đổ vô. Sôi lên xong mới bỏ đường vô. Này là chuối chân nha. Chuối chân hoặc chè chuối. Chuối nhiều quá, giờ phải làm gì? Bỏ condensing milk. Một muỗng dùng. Bỏ thêm vô đây đường vô nữa coi nha, sao nha. Có đủ chưa? Không đủ thì bỏ thêm nữa. Ok, để quay lên coi nha. Hồi nãy là một muỗng full tablespoon sữa đặc condensed milk rồi đó. Chứ cái đó là half cup của đường nữa rồi, thiếu thì bỏ thêm vô. Chắc được rồi đó, tại vì không thích quá ngọt đó. Chuối chân xong rồi đó. Rồi đưa cái chén này mẹ múc vô cho. Mẹ để nguyên trái chuối vậy đó nha không. Chừng nóng à. Để xích xích vô trong. Mấy trái? 3 trái đi ha. No, too ít lắm. Nè nè nè, đưa thêm. Đưa đây thêm. Tuy đi hen Harley. Mới nấu ra ngon, để ngày mai cái nó hết ngon rồi phải không? Ngon. Đó, này chè chuối chân mình nấu này nha. Cái ngon bảo đảm luôn á.